Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Tapan. Hiện tại thì đây là cơ sở 3 của Ngọc Tapan tại số 7 Lê Thị Nho, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Ngọc Tapan sẽ giới thiệu các bạn một các mẫu ghế hiện đang có tại cơ sở 3 của Ngọc Tapan tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì giới thiệu các bạn đầu tiên là chiếc Panasonic EP7000. Đây là cái mẫu mà đầu tiên sau khi Pana mua lại thương hiệu của National và họ phát triển dưới thương hiệu là Panasonic. Thì cái mẫu này thì hiện là ở phân khúc trên 30 triệu đồng. Như chiếc này thì Ngọc Tapan đánh giá là mới trên 90% và còn nguyên cả Catano. Và tiếp theo ở phân khúc trên 40 triệu đồng thì Ngọc Tapan hiện đang có hai chiếc Panasonic MA70. Thì nó cao cấp hơn EP7000 một chút, là nó có sưởi hồng ngoại và thêm nữa là cái hình thức nó cũng đã thay đổi nhiều. Đây là một trong những cái mẫu mà cải tiến của Panasonic khi mà họ đã mua lại thương hiệu của National. Với cái điểm nổi bật đó là con lăn đá nóng, chế độ sưởi hồng ngoại. Thì cả hai chiếc này hiện tại là mới khoảng độ tầm 95% và trên 40 triệu đồng. Tiếp theo nữa, Ngọc Tapan muốn giới thiệu với các bạn là chiếc Panasonic. Đây là mẫu EP1MA100. Đó. Thì chiếc này thì nó có cái ưu điểm là màu vàng be sang trọng và nó có thiết kế khá là ưa chuộng. Và đây bản là đã trí tuệ nhân tạo và công năng 5D. Thì hiện tại với cái mức giá Ngọc Tapan đang bán chiếc này đó là trên 90 triệu đồng. Và hơn nữa là Ngọc Tapan tiếp tục giới thiệu với các bạn hai cái mẫu Famini thuộc một trong ba phân khúc ghế massage nội địa Nhật thương hiệu nhất. Đó là đây là chiếc Famini 9000, đây thuộc dòng Lupinus. Thì Lupinus của Famini thì nó thuộc cái phân khúc cao cấp của Famini Inada. Thì bản này thì đã sử dụng màn hình cảm ứng cùng với cả rất nhiều tính năng, ví dụ như là xác định dò tìm huyệt đạo hay là những cái phím điều khiển ở trên thân để giúp người dùng dễ thao tác hơn. Thì để chi tiết hơn, Ngọc Tapan sẽ có một cái video chia sẻ riêng về cái mẫu Lupinus Inada 9000 này. Và đây là chiếc Inada thuộc phân khúc của Famini S8100. Thì Ngọc Tapan cũng đã có video chia sẻ rồi. Thì chiếc này thì nó có cái màu lâu rất là hay và đặc biệt là nó còn mới trên 90%. Và phân khúc đó là phân khúc trên 30 triệu đồng. Tiếp theo, phân khúc trên 40 triệu đồng thì các bạn có thêm sự lựa chọn về chiếc AS970 và AS960 của Furikyo. Thì ở đây hai bản thì họ nó chỉ chênh nhau về đời thôi và chênh nhau về cái mã, còn đâu thực ra là về các tính năng nó tương đồng nhau. Thì các bạn sẽ lựa chọn theo cái vấn đề của mình rằng là ở phân khúc trên 40 triệu đồng thì mình lựa chọn cái giá tốt thì đó là 960 và nhỉ hơn một chút thì đó là 970. Và tiếp theo nữa thì Ngọc Tapan muốn chia sẻ với các bạn hai cái phân khúc ghế massage nội địa Nhật ở cái phân khúc của Furikyo. Đó là cái chiếc Furikyo AS850 và AS860. Thì đây các bạn có thể thấy cái màn hình của chiếc 970 đây, nó rất nhiều tính năng. Và ở phân khúc trên 30 triệu đồng thì các bạn có thể lựa chọn dòng AS860 và AS850. Thì cái video chia sẻ thì Ngọc có rồi, Tapan có rồi. Thì ở đây thì nó có thiên về kéo giãn cột sống và cái chế độ không trọng lực cũng như là dò tìm huyệt đạo, và quan trọng nhất của Furikyo đó là cái vấn đề là vận lý trị liệu. Thì ở phân khúc trên 30 triệu đồng thì 860 và 850 là một trong những sự lựa chọn vô cùng xứng đáng. Thì chủ yếu bây giờ là các bạn hãy xác định cái tầm tiền của mình để làm sao mình có thể lựa chọn được cái ghế trong cái tầm phân khúc của mình, và nhờ những cái người tư vấn như Ngọc Tapan có thể tư vấn cho các bạn một cách phù hợp nhất. Và quan trọng hơn là các bạn nên quan tâm về cái vấn đề chế độ bảo hành, bởi vì thực sự như Ngọc